Yo, hello what's up cho anh em nha, quay trở lại với channel mình đây từ từ đường phố đấy người nha. Thì anh em game này tạo chiến mê từ từ đường phố các bạn, ok quay trở lại video ngày nay chưa video cho anh em xem video vậy đầu video nhấn xuống like và một đăng ký kênh cho nó phát triển nhạc anh em rất nhiều. Ok quay trở lại video ngày nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi cập nhật tình và cáp sự kiện chung mới nhất của game hay tạo chiến anh em vui chơi sự kiện và quậy game thôi. Nay rảnh tôi nhìn con mèo nào phụ lại nộp cốt hốc qua quậy chơi, còn thời gian thì về chính của quậy tiếp. Vào việc luôn anh em xem đây chúng ta có sự kiện quà cáp gì không nào. Mùng 5 Tết. Chứ ngày gì? Ngày mai là ngày gì thế cả nhà? Thế giới là chia làm hai kiểu một ngày. Anh em ngày A ngày B con nào các bạn ấy, comment coi. Nami ngủ 3 ngày Tết luôn. Đi ăn đi ngủ ở nhà ngủ đi du lịch, tôi đầy đủ cả các bạn. Tết mà không chơi hơi phí anh em, Tết mà không chơi hơi buồn các bạn. Code game hiện tại thì chúng ta xem nào. Đây nhiều bạn ý kiến bạn nhập coi xem code nào được mà chính này bảo code này code kia đây các bạn. Đó ok đây. Đây, ba code tôi hay nói anh em đây, hiện tại ba code này thôi. Các bạn nào chưa nhập thì chủ nhập. Hết rồi. Sự kiện Tết mùng xuân, hôm nay ngày cuối à? Hôm nay ngày cuối sự kiện các bạn nhá. Lái xe kiểu mất đến hết ngày 13 phát quà vào ngày 16. Cơ bản chắc phải tầm 15 16 anh em chúng ta mới nhận được quà, bạn 15 16 mới nhiều phần quà gửi về anh em. Loanh quanh toàn vậy thôi. Đây sự kiện dọn nhà mát mẻ thế, kết thúc hôm 13. Kết thúc 12 anh em gửi quà 15. À hôm nay gửi quà này này, hôm nay khả năng chúng ta sẽ có quà dọn nhà. Ôi chả biết là anh em nay loanh quanh sự kiện cũng chỉ bấy nhiêu thôi, đợi thôi, quà cáp có gì hot cập nhật thêm. Giờ tôi ghé qua quầy sự kiện tí được rồi anh em. Chúng ta sẽ ghé qua bên sự kiện web nào. Ok các bạn, chúng ta sẽ ghé qua bên sự kiện web nha. Sự kiện web, web code là đến hết ngày bao nhiêu đây? 9 giờ ngày 16 anh em. 16 tháng 2. Hôm nay 15 rồi các bạn, còn có ngày nữa thôi. Đó. Anh em cũng chú ý các bạn nha, còn có ngày nữa thôi là hết sự kiện rồi đó. Ok. Server 521 phải không? 24. Xem nào. 513 các bạn, 513. Rồi ok các bạn giờ thì đi, hôm qua. Cái vụ sự kiện Core Web bên này thì hiện tại Tết nhất anh em mãi chơi quá cũng chẳng có bạn nào săn anh em, thành ra là bên kênh đợt này chắc không có event đâu. Cái này tôi chưa biết, để mai để xíu nữa tôi hỏi anh em, nếu mà có trong ngày hôm nay tôi sẽ thông báo đến anh em luôn, nếu có thì tôi sẽ thông báo đến các bạn luôn về cái event tặng Core của game. Nói chung thì các bạn biết rồi, hầu như là sự kiện web thì bên kênh ít nhiều tổ chức sự kiện, không ít thì nhiều cũng hai ba chục cái, mà hôm đợt nào nhiều thì cũng là phải 5 6 7 chục cái Core sự kiện web code cho anh em. Thế nhưng web code mùa này thì như anh em bận quá, không chưa thấy bạn nào họ báo cả. Thường thì anh em đều báo trước là anh ơi code này kia, nhưng mà đợt này thì không thấy anh em nói gì nữa. Theo cá nhân tôi nghĩ là khả năng anh em mãi chơi Tết nhiều quá thành ra là quên không không xem code rồi, nên là không biết là có hay không, thì cái này để tôi sẽ hỏi anh em xem, nó có thì sẽ lên event sớm cho anh em nhá. Rồi ok. Giờ thì chúng ta nhau đi săn quà nào, rút lì xì. Belly. Thề code game bây giờ khó săn giá man anh em, hồi như ngày xưa đâu, bạn ngày xưa nhấp nhấp vài cái là rơi ra đống code rồi đâu. Đó, giờ khó lắm. Hiện tại tổng sự kiện chúng ta cũng mới được có 1,1 triệu à. Trong khi quà nhà phát hành nó vẫn cứ yêu cầu là bao nhiêu 3 mét đúng không? À, 2 mét 5 rồi, xuống 2 mét 5 rồi. Giờ đi đâu ra? Rồi mới cũng với bác Pain ở bên S1 đây anh em này, nên được top 3. Mà quà top 3 mùa này có gì không? Đâu quà top 3 đâu? Đây anh em. Cũng được anh em, có mắt kính của Marco. Càng lắm. Thôi về anh game các bạn. Về đây chắc quà nó cũng về rồi, anh em vô nhập code nào đây. Mấy code nhiều anh em bạn là code đâu, nhập coi xem được không. Đây ok, nhập coi bạn coi luôn. Có đe đây các bạn. Ok đây anh em, một cái này. Trời. Mượt mà luôn anh em. À mà tính ra thiếu nha, từ từ. Còn cái nữa thì tôi ra ngoài tôi lấy nữa anh em, không biết code thì còn nhập không, còn cái nữa các bạn.
Mày mới là tôi quên các bạn, chúng ta có mấy code ở bên group á. Tính ra là có 4 code anh em. Hôm nay 4 code anh em nha. Hôm nay cứ gọi là phải 4 core đen chung anh em. Đây là 3 cái nha các bạn, đợi tôi 5 giây tôi ra ngoài lấy thêm cái nữa là cái thứ 4 các bạn. Ở đây là 3 code rồi các bạn này. Rồi ok. Rồi ok các bạn, mém nữa quên anh em. Cái core đen cuối cùng đây này. Đó, Q8 Ceres R319HWEFA. Đó. 4 code anh em nha. Core đen mừng group năm mới này, mém quên anh em. Mùng 1 này. Uầy uầy. Thề cốt mùa này ngon drama anh em, còn gì nữa không? 1, 2, 3, 4. Còn gì nữa không? Quả là ông táo phải chờ nữa các bạn. 5 quả cốt, nhận nhanh. 92 thùng bia anh em, 7 dương may mắn từ mới. À quên, 7 dương gói quà Tết 2024. Cái gói quà Tết 2024 này quả khá là ngon anh em. Đó, 7 dương nữa các bạn. Xài, tuyệt vời anh em, 10 điểm cũng như ngon nha, ngon này thật sự luôn. Ok, bung xả quẩy lao. 100 thùng bia rồi. Tới luôn. Cũng được. Thật sự thì cũng chỉ là cũng được thôi anh em. Ôi, chưa mộ chơi nè. Hơn 100 thùng anh em. Làm lượt chơi chơi rồi về ác chính được rồi. Đó chưa, bữa nay theo yêu cầu của anh em là sáng tổng hợp quả cốt rất nhiều bạn bảo là có nhập được đâu, cả code đâu, nên bữa nay tôi cứ nhảy phụ tôi nhập cốt cho nó chính xác xem cốt nào còn được cốt nào không. Chứ nghiệp khi thông báo anh em lại cốt hết hạn các bạn lại kêu. Ok, Sengoku. Trăm thùng này hơi ối giời ơi rồi. Ok, còn thời gian chắc là ghé qua chính tôi làm mấy cái nhiệm vụ rồi chúng ta leo động thần thôi anh em. Đó, sáng nay thì cũng tổng hợp quả cốt qua vui chơi thôi, giờ đợi thêm thông tin đến từ nhà phát hành. Nác đơ luôn anh em, thôi việc chính nào. Ok bạn, việc chính đây. Việc chính xem đây có gì hot không. Đá bánh này. Không biết bao giờ đá bánh mở thêm cấp độ mới nhỉ. Xu 30 xu 40 xu. Ok các bạn nượm nào. Ôi kim cương rồi, buồn thế. Và đây đây anh em hết kim cương này, kim cương các bạn mua sau. Quả đậu bánh nào anh em. Lại đậu đơn, những quả đậu đôi đây anh em. Đậu đơn nào. Lại tiếp tục hành trình phá đảo đậu đơn anh em. Hôm qua vẫn đang răng rã các bạn, 85m. Liệu có một câu chuyện kỳ tích nào xảy ra ở đây không? Rất là khó bạn nha. Có vẻ như rất là khó anh em. Rất là khó luôn các bạn. Không ra anh em. Cày thế nhờ. Đùa thật sự bạn, cay thật sự anh em. Đấu trường đơn. Ô, vẫn có nhiều anh em solo mình vẫn thắng đấy à. À. Ô, 14 triệu mà cũng vào solo luôn à. Thế nào, cho nó bác này sao mà mình vẫn win được ta. À, chắc cày thông thạo anh em, cái này chắc là cày thông thạo hay làm gì đây. Thế là sao tôi chả win. À, đồng này đi làm bán solo anh em top rồi nào. Triệu Mấn. Triệu Mấn anh em tên quen quen nhờ. Cái bác nào 4 mấy triệu đây anh em. Đây, cái bác 44 triệu. Ok, chúng ta giao lưu nhau cái anh em. Làm trận giao lưu top PK phát nào anh em. Cái đôi tôi đang đủ phôi, tôi úp luôn E5 các bạn. Hiện tại khả năng úp E3, E4 thì được rồi. Nhưng mà thôi cứ để đấy các bạn, để còn cày thông thạo nữa. Còn từ bữa là chưa cày được thông thạo các bạn. Group Kulu. Ây chà, Kaido. Đâu đấy. Kaido như mình uy tín. Anh đã quên Kulu như mình uy tín gớm được đâu các bạn. Kaido.
Baruch, khui sổ hồ sinh nhất luôn anh em. Đội hình sống nguyên cả đám rồi các bạn. Đội hình như mình sống nguyên cả đám rồi các bạn. Nào, xin giao, xin đâu bạn nào. Úi giời, úi giời, úi giời. Đừng gánh sát thương nữa chứ làm gì nữa anh em. Tuyệt vời. Rồi. Vui chơi cập nhật tình quả cáp, vui chơi sự kiện thôi anh em. Clip kết thúc đây, hẹn anh em tiếp theo nha. Giờ thì